Chào các bạn, cái video này mình quay mình sẽ nói về một số con cá hạt đỉnh hồng sai bố mẹ. Những con này là hạt đỉnh hồng sai bố mẹ nha các bạn. Đây bạn coi các bạn, cái mồng nó to, nó cao thì nó mới đẹp ha. Đây sai này là sai sai bự, sai bố mẹ nha các bạn, nhìn rất là đẹp. Anh chị các bạn mà có thích thả hồ, những con này nó rất là hiền. Nuôi chung với một số dòng cá như cá binh bông, rồi ranchu, uranda thì đều nuôi chung với nhau được. Anh chị các bạn có thích những dòng này thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại giúp mình nha, chứ đừng có nhắn tin trên trên fanpage hoặc là trên YouTube thì rất là nhiều, mình không có trả lời hết được. Con này đẹp lắm rồi các bạn. Thường thường mấy cửa hàng thì nó bán những con sai nhỏ chỉ có một chớp đỏ hoặc là màu đỏ hoặc màu cam trên đầu thôi, chứ nó không có được cái mồng giống như mồng gà vậy. Những con này nhìn nó mới đẹp. Đủ sai hết, cái này là sai bố mẹ, có sai sai nhỏ luôn. Anh chị các bạn mà có cái hồ nhỏ thì mua sai sai nhỏ về 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 chơi nha, về thả vô. Đuôi đều hết các bạn, nhìn nè, đuôi đều hết ha, màu cũng vậy, không có bị lem, trắng tinh. Nhìn rất là đẹp các bạn. Anh chị các bạn mà có thích dòng hạt đỉnh hồng thì cứ liên hệ với mình ha. Bên mình thì có bán cá beta, cá bảy màu, cá chép, rồi cá chép nhật, chép coi, có đầy đủ các loại hết. Anh chị các bạn có lấy sỉ thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại giúp mình, mình sẽ gửi lại bản báo giá để anh chị các bạn tham khảo ha. Hàng tuần thì có up lên clip của cá beta. Cá beta thì phần hiện tại phần 71, anh chị các bạn nhớ cập nhật phần mới đặt hàng cá beta ha. Rồi cảm ơn tất cả các anh chị các bạn, nhớ like và share nha các bạn. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.